Cái này cháy lâu chưa chị? Không biết đâu, thầy lâu còi âm mi lên chạy xuống, tưởng là thử chuông. Nếu mà vẫn dám chạy thang máy xuống cả. Vẫn đi thang máy đấy.
là cô vừa mới xuống nhá, cô đâu thấy thang máy lại thẳng sáng cho hết được nó tự luôn rồi, hai mẹ con mình ra cô bạn cháy rồi xuống đi rồi bắt đầu hầm xuống. Cô ở tầng bao nhiêu ạ? Cô là long công đây chưa, cô là long công năm giờ nó đây bà con đứng mua vào trong nhà đấy, có bộ kính rơi xuống các bạn người cũng mở thằng con cũng cho vào trong này mua vào trong mở lên mấy chỗ như này vào trong nhà đấy nó được gọn nào, nó lổ kính nó rơi xuống con người đây đây. Chúng tôi đi thông báo với ai còn liên lạc được với người nhà ở trên hoặc là bị người nhà phát hiện ở tầng số bao nhiêu thì mời các vị ra về đây để thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Sao người đứng đây? Không. 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 Sao người đứng đây? Không.